Video này thì giới thiệu đến các bạn dòng thuốc dược mùi chính hãng của hãng MAP Pacific. Đây là cái mẫu chai mới của hãng MAP Pacific, thì cái logo các bạn thấy là nó được in nổi ở đây nha, một logo in nổi. Và phía dưới chai thì nó sẽ có chữ MAP như này. Đây. Rồi. Ngoài ra thì trước đây thì hãng có in cái chai hơi khác một chút, thì hiện nay đang tồn tại song song hai chai, thì các bạn cũng biết để chúng ta phân biệt nha. Đây, cái chai này thì nó sẽ không có cái logo ở trên thân chai như thế này. Tuy nhiên, cái logo đó thì nó nằm ở dưới đít chai. Các bạn thấy ha, đít chai nè, và dưới đít thì nó có chữ là MAP Pacific. Đó, thì hiện nay là đang song song hai cái chai này nha. Do vậy mà các bạn biết để chúng ta phân biệt. Đó, hai chai ha. Đây là những dòng thuốc chính hãng hết nha. Và các bạn yên tâm là khi mà chai mà nó in nổi được cái logo như thế này thì nó sẽ không bị làm giả nha. Do vậy mà nó có hai cái sản phẩm để cho chúng ta phân biệt được đâu là cái sản phẩm của hãng MAP Pacific. Đây, MAP Pacific nha. Và đây chính là cái logo của hãng này. Đấy. Rồi, nếu các bạn có câu hỏi, có thắc mắc nào thì có thể là liên hệ với mình qua số điện thoại hoặc là để lại comment bên dưới video này các bạn nha. Xin chào các bạn.